Chào quý vị và các bạn. Bây giờ thời tiết mát mẻ là thời điểm rất là thuận lợi cho việc cắt giá làm mại dâm. Các cây ở đây thì cũng mới cắt giá làm mại dâm. Quý vị các bạn có thể xem kỹ từng cây. Rất nhiều những cây mới nhé. Hàng rất là chất. Em chào anh Huân, chào các bác nhé. Đây là một cây xanh điền hạt ạ. Đồ rất là chất các bác nhá. Cái này có lẽ thuần chậu lâu rồi nhỉ? Vâng. Ồ. Cái này là đồ chơi nhiều năm. Cây rất là côn nhé, nhưng không có vết sẹo. Cái này thì em thấy là nó được cái nhỏ gọn. Bác nào mà để bàn trà hay là để không gian nhỏ thì cái này chơi rất là chất này. Đấy, cây nó già như này. Dí gần đây kìa. Các bác cảm nhận nhé. Nó già như này. Cây mịn rồi nhé. Đây, chắc đây mặt tiền của nó đây, mặt tiền này. Cái này chưa được hai mặt. Đấy. Mặt bên này cũng đẹp. Mặt bên này cũng đẹp. Nó đanh cây nó già. Cái này thì em xin báo giá là 65 triệu ạ. 65 triệu cái này các bác nhá. Vâng. Một cây nó thuần chậu rất là lâu. Côn nhưng lại không có vết cắt giật, nó liền hết rồi các bác nhá. Đấy. Côn cách đẹp. Rất nhiều những cây hay các bác nhá. Xanh này, cái này cũng là hàng thuần chậu lâu rồi. Vâng. Cái dễ lắm. Lồng lồng nó xanh. Cái này xanh năm điền ạ. Cây này rất là già. Cái này 35 triệu ạ. 35 triệu cái này nhá. Chỗ này thì có một cây rất là chất, cá nhân tôi rất thích những cái đồ này. Các bác xem xanh lá móng được cái cốt đặc này là sướng chưa? Đời đi đến những cái đường chuyển thân và chi cành. Thân nó chuyển rất hay nhé. Mà xanh lá móng làm này rất là kỹ. Vâng, cái lá móng được cái mà làm theo lối cắt giật này thì nó cũng mất nhiều thời gian hơn. Cây xanh lá móng ba thân quá là tuyệt vời. Để phân bổ bóng mà cắt giật như này nhiều năm lắm. Cái này thì nó cũng gần thành phẩm rồi, thì mình càng chơi thì bộ dâm nó càng dày càng đẹp hơn thôi. Cái này là 38 triệu ạ. 38 triệu cây xanh lá móng này nhé. Đồ chơi rất là chất. Làm kỹ. Xanh quê ạ. Xanh kỳ đá. Cây xanh quê này thì được cái là ghép đá nó duyên cây, mới cả nó cắt giật kỹ thôi các bạn. Cái luồn lách của nó có đá rất là đẹp. Đấy, có những cái điểm cắt giật rất là quý. Chuyển thân. Cứ 1 cm là cắt chuyển. Nên được cái bóng dáng cây như này là cũng là rất mất nhiều thời gian. Cái này quê này 7 triệu rưỡi ạ. Xanh tiếp theo nhé. Cái này xanh quê. Làm theo phong quốc tế các bạn. Cái này mịn là tháo dây được rồi. Đây. Cây nó cực kỳ già. Cây nó già như này, nó sang sướng chưa? Là chi dâm. Đây, các bác nhìn cái dâm của nó già như này. Đó. Chất lá đẹp nhỉ. Vâng. Cây này bao tiền? Cây này là 35 triệu ạ. 35 triệu nhé, cái này đồ chơi rất là chất. Cây rất là côn. Xanh nhé. Vâng, cái này xanh năm điền. Chân đế này. Cái này hoàn thiện. Cái hoàn thiện rồi. Nói chung là những cái nét chi tiết này vườn em cũng đã xử lý rất là kỹ để cho nó thêm điểm cắt giật. Cái này là 58 triệu ạ. 58 triệu cái xanh này nhé. Xanh này. Vâng, cái này là quê Tích Giang. Tích
cái răng cũng là xanh quý, lá của nó rất là đẹp. Các bác nào mà thích chơi cây mà nó mịn tít luôn mà nó răm san hô thì cây này phù hợp này. Bộ răm này làm rất là nhiều năm rồi, già đến tận đốt răm luôn. Cái quê tích giang này là 28 triệu ạ. 28 triệu cây này. Vâng. Cây này giá cũng vừa tiền, chân đế đẹp, có gài đá nhé. Tổng tán nhé, xây dựng theo tổng tán của một cây giống này. Cây này là già đến răm rồi, rất là quý. Sung. Cái sung này thì được cái lưu cục thôi các bạn. Đấy, các bác nào thích chơi sung lưu thì mua cái này thành phẩm rồi. 5 triệu ạ. 5 triệu nó sinh trưởng tốt quá nên em chưa kịp vặt lá rồi các bác xem, các bác nhìn cái đường thân này. Đấy. Cái thành phẩm rồi. 5 triệu ạ. Đây, để em quay. Cái này cây hạnh liệu các bạn. Hạnh liệu là cây này chỉ chơi hoa thôi. Hoa nó rất là nhiều, hoa nó màu đỏ, nó nhiều cánh. Rất là đẹp. Thơm. Cây rất đặc biệt nhé. Cái hạnh liệu này 9 triệu rưỡi ạ. Cây rất già rồi các bác nhé. Các bạn cần tán nó nhìn này. Phần đầu tiên. Cái này cũng là thuộc một cái hiếm có khó gặp đấy. Trồng từ bé trên chậu luôn. Cái này 10 triệu rưỡi ạ. Một tán vẽ đẹp, tự nhiên. Bên này tổng thể tán là hình nón tự nhiên nhé. Bên này có cái kiều hồng. Kiều hồng vẫn cực. Cái kiều hồng này 4 triệu rưỡi ạ. Chân đế này. 4 triệu rưỡi một cây rất già nhé. Cái này chỉ được chơi thôi, mình làm thêm này. Xanh nhé, cây này là chụp núi. Toàn thân như một chụp đồng. Xanh điền hạt ạ. Nhìn sướng nhỉ. Toàn thân luôn. Màu vàng như một cục đồng. Con cách đẹp các bác nhé. Cây điền hạt này em giao lưu giá 16 triệu ạ. 16 triệu, cây rất là già các bác nhé. Đó. Cũng thành phẩm được khoảng độ 90% rồi. Nốt cái bông ngọn này là kết thúc gần xong rồi. Giá cũng hấp dẫn thôi nhé. Nốt cái bông ngọn kết thúc, thực ra bông ngọn này mà kết thúc xong thì giá trị nó sẽ cao hơn nhiều nữa các bác này. Nhà vườn thì có cây nọ cây kia. Có cây nào giờ nhập vào hợp lý thì lại giao lưu với các bác giá hợp lý. Một cây xanh nó dài. Như cục đồng này. Xanh năm điền hạt các bác nhé. Hơn 10 triệu giá quá hấp dẫn rồi. Cây xanh quê này em giao lưu giá là 5 triệu rưỡi ạ. 5 triệu rưỡi cái này, cây hoàn thiện. Vâng, cây thành phẩm rồi. Vườn em vẫn đang là thêm bộ răm cho nó quý hơn. 5 triệu rưỡi. Bên này là cây bằng lăng ạ. Bằng lăng. Cây này nhiều thân. Cây rất đặc biệt. Bằng lăng một lúc nó ra hoa thì rất là đẹp. Vâng. Lúc ra hoa cái này vườn em chơi hoa nó tím tím đẹp lắm. Cái này 4 triệu rưỡi ạ. 4 triệu rưỡi. Cây chân đế được nhé các bác nhé. À. Cây nó méo như này. Đó. Nói chung là cái này phù hợp cho các bác là thích chơi hoa thì về cứ trồng ở vườn thả sổng lên cho nó nhiều hoa cho đẹp. Nhìn rất là cực chiều sâu. Đấy. Nhìn rất là đã như này. Đó. Một cây mà nhìn gốc này nó như một rừng cây luôn. Rất là đặc biệt nhé. Mà cái thân của nó các bác xem này, cả cái vết to này nó không có sẹo đâu các bác nhá, liền tịt đấy. Đó các bác xem, vừa vừa tiền thôi. Ổi cái ổi này thì em thấy được cái là nó già và cắt giật thôi các bạn. Đấy. Các bạn ưng thì ngắm quá cái ổi, giá nó rẻ. Cái ổi này giao lưu các bác giá 2 triệu rưỡi nhá. 2 triệu rưỡi cái ổi này nhá. 2 triệu rưỡi một cái ổi thành phẩm mà già như này thì em thấy nó cũng rẻ lắm rồi. Về các bác bới ra có thể là có chân đế đẹp ở đấy nhé. Vâng, đúng rồi. Khả năng vì em mua về em chưa để ý lắm nhưng về các bác sẽ thổi vào cái phần đất trên này khả năng có bệ đấy. Bác xem này, kiểu khác cái ổi này nhé. Cái này nhìn đẹp. Xanh.
Đây là một cây xanh quê thành phẩm này các bạn. Cái dáng nó cũng độc đáo nên em sưu tầm để em ra lưu. Cây lên màu vàng. Cây này bao tiền? Cây này là 8 triệu rưỡi ạ. 8 triệu rưỡi một cây xanh cũng hoàn thiện. Hoàn thiện mà nó uốn éo, giống rất thích. Nó dán tận răm này. Cóc, cây này rất là quái. Nhìn nó sớm già. Tím tái như này. Cây này được cái già mới cả gác cốc thái các bác nhé. Các bác về chơi thì sẵn có quả thôi. Đây vẫn còn cuống quả này. Cuống. Vâng, em đợt em sở hữu em vặt cũng nhiều quả lắm rồi. Mà giữ lại một cuống. Đấy, chỗ này nhìn hay quá nhé. Phần nó chuyển nó dị này. Thật ra những cái đồ này thì em cũng thích chơi lắm. Nhiều khi cũng muốn giữ để giao, để mình chơi, mình ăn quả chứ. Vì nó già như này, okay. Được có quả thú vị. 6 triệu rưỡi ạ. 6 triệu rưỡi cây có quả này nhé. Vâng. Lộc vừng. Đấy, cây lộc vừng bonsai vườn em còn đúng một cây thôi. Mỗi cây quý thì sưu tầm được một cây. Cây này dáng song thụ nhá anh nhé. Đó. Hai cây nó ôm vào nhau là thành cái cụm rừng. Hai cây cùng một gốc, hai thân cùng một gốc mới là đúng. Cây này 12 triệu ạ. 12 triệu cây lộc vừng. Bên cạnh là cây hạnh liệu. Cây hoa hạnh liệu. Chân đề. Cây này nhiều hoa chơi thích lắm. Cây hạnh liệu này em giao lưu giá là giá cái này 5 triệu rưỡi ạ. 5 triệu rưỡi cái hạnh liệu. Xanh nhé. Cây này xanh Nam Điền. Thấy quý em thấy nó hay ở cái đường cổ ngọn. Chân đế hầm hố nhé, đẹp. Máu mó. Đường chỉ của xanh nhé. Đúng là cây cảnh nghệ thuật là mình làm mãi nó vẫn không xong thật. Xuống đây. Cái này được chỉnh sửa bộ râm và điều chỉnh đi điều chỉnh lại rất nhiều lần để cho nó đẹp hơn. Cây nghệ thuật là không bao giờ có điểm kết. Ok. Cái này là 45 triệu. 45 triệu cái này nhé. Xanh Nam Điền. Cây rành rành. Cây này được có mỗi cái này là nó già và nó nhỏ gọn đấy các bạn. Đấy, đồ của các cụ ngày xưa. Già mới nhỏ gọn. Cái này 4 triệu rưỡi ạ. Xi này. Xi búp hồng. Cụm rừng. Cái này là cây cụm rừng một thân nha các bác. Em thấy cái thứ nhất là nhỏ gọn. Thứ hai là nó già. Thứ ba là nó là cây cụm rừng mà xuất phát từ một thân nên nó rất là hay. Nên sưu tầm về chơi. Không biết có hợp gu bác nào không thì giao lưu lại. 22 triệu ạ. 22 triệu cái này các bác nhá. Đấy, nó tương đối hoàn thiện rồi. Tác phẩm rất là đặc biệt. Xanh. Xanh Nam Điền. Cái đường lắc của nó đấy. Cái này đang trong giai đoạn để làm lại bông răm rồi. Đấy, lắc sâu nhé. Huyền ông chậu rất là hay. Đấy. Đây nó chuyển hướng rất là dứt khoát. Cây xanh Nam Điền này là 15 triệu rưỡi ạ. 15 triệu rưỡi cái này nhé. Cây đẹp. Đặc biệt, giá cũng vượt tiền. Cái này cũng là xanh Nam Điền luôn. Cái này dị nhỉ. Cái này được công nhận nó có cái nét mà từ rễ xuống là rất là dị. Treo, đi rễ nó treo nhỉ. Vâng. Rất là đặc biệt. Cái Nam Điền này là 5 triệu rưỡi ạ. Quý vị và các bạn vừa tham quan vườn cây của anh Ninh, tham khảo một số tác phẩm mới đặc biệt. Video xin tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn.